Theo câu chuyện nổi tiếng trong sách Sáng Thế, cuốn đầu tiên của Kinh Cựu Ước có từ cách đây 3.000 năm, được cả người theo đạo Cơ Đốc và Do Thái tôn thờ. Chúa đã quyết định hủy diệt cả nhân loại bằng một trận lụt lớn. Nhưng đầu tiên, người ra lệnh cho một người đàn ông tốt bụng là Noê đóng một chiếc thuyền để một số loài có thể sống sót. Chiếc thuyền của Noê là một trong những bí ẩn lớn nhất của Kinh Thánh. Manh mối duy nhất về địa điểm của chiếc thuyền nằm ở một câu thơ trong sách Sáng Thế, cho ta biết chiếc thuyền đậu ở núi Aravat. Nhiều cuộc tìm kiếm đã được thực hiện ở núi Aravat, Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù đỉnh núi này chẳng hề liên quan gì đến chiếc thuyền đó cho đến thế kỷ thứ 10 trước công nguyên. Nhiều người tuyên bố đã tìm thấy chiếc thuyền của Noê, nhưng chẳng ai đưa ra được bằng chứng thuyết phục. Và việc khu vực này là một khu vực quân sự càng khiến cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn. Tất cả những suy đoán về nơi mà Noê đã ở đều không chính xác, vì các vùng núi trên thế giới, chỗ nào mà chẳng giống nhau, vùng nào chả có Noê của riêng mình. Vì người ta sống ở trên đỉnh núi, rồi dần dần mới xuống thung lũng để làm nông nghiệp. Trận lụt trong truyền thuyết này cũng xuất hiện trong nhiều nền văn hóa khác trên toàn thế giới, chứ không chỉ trong Kinh Thánh. Chúa bằng ngọn lửa. Sự kiện này hẳn là diễn ra ở gần biển chết theo Kinh Thánh. Abraham chứng kiến sự hủy diệt này từ một địa điểm về phía Tây. Các nhà khảo cổ học đã nhận diện được vài khu vực tiềm năng như thành phố Bab Edra và Numeria. Những nơi duy nhất được biết đến là có người sinh sống ở gần biển chết trong khoảng từ năm 3000 đến năm 1000 trước công nguyên. Cả hai thành phố này đều nằm trên đường đứt gãy và đều bị bỏ hoang vì những lý do chưa được giải thích. Gần đây, một thành phố nữa lại được phát hiện ở gần biển chết sau một vụ nổ lớn ở thành phố này. Có lẽ là do một thiên thạch lớn, nó đã bị bỏ hoang trong 700 năm. Vấn đề là nó không nằm ở phía Tây mà... Chúng ta đã tìm hiểu những điều bí ẩn của một vài trong số những văn bản viết tay quan trọng nhất từng được biết đến trên thế giới. Nhưng vẫn còn rất nhiều cuốn sách bị lãng quên chưa được phát hiện. Vì trên thế giới có đến hàng ngàn ngôn ngữ chưa được viết ra và đang bị lãng quên rất nhanh. Liệu có bao nhiêu tri thức của nhân loại đã biến mất